Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Kiev vỡ trận rút lui hàng loạt quân. Ukraine vỡ trận ở Nam Donetsk. Ở phía Nam Donetsk, lực lượng Kiev không thể ổn định tình hình. Quân đội Nga đã thành công trong việc tiến xa hơn và hiện đã chiếm được hầu hết các ngôi làng xung quanh. Bohoya Zelenka và Katerinivka đã thất thủ. Xác tăng Izasa Polyana cũng như Novoraka đã gần như thất thủ. Cập nhật từ thực địa cho biết, lực lượng Moscow đã chiếm được những ngôi nhà đầu tiên ở Kharkov sau khi phát triển từ phía bắc theo hướng Gorniak. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng thành công ở phía tây của Sukhorin. Rõ ràng họ đang cố gắng vượt qua và bao vây một khu vực rộng lớn. Ở Chasovka, quân đội Ukraine mở một cuộc phản công vào trung tâm nhưng không mấy thành công. Cùng lúc đó, có thông tin cho rằng lực lượng Moscow đã chiếm được nhiều khu vực hơn theo hướng sông Oskil trên mặt trận Kupyan. Quân đội Ukraine rút lui hàng loạt. Nga không kích các mục tiêu của đối phương ở Odessa, cũng như ở Kharkov và Kiev. Ukraine đã tấn công Cộng hòa Chechnya lần đầu tiên, làm hư hại phần mái của tòa nhà chính thuộc Trường Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga. Theo hướng Kupyan, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực Kolenivka và củng cố Krolakivka. Về phía Pokrovka, Zelidovo đã thất thủ, các đội hình Kiev đang rút lui về phía tây. Theo hướng Donetsk, lực lượng Moscow đang chiến đấu trên các tuyến đường tiếp cận Kharkov cũng như ở Kurakovka và vùng ngoại ô phía tây của Zolian. Ở Nam Donetsk, quân đội Nga đã kiểm soát Xác Tăng và Bohoya Zelenka. Sau khi phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương ở gần Olenda, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía Kharkov. Cảnh quay đã xuất hiện trực tuyến xác nhận sự hiện diện của quân đội Ukraine ở tại Izasa Polyana và ít nhất là kiểm soát được vùng ngoại ô phía tây nam. Các trận chiến vẫn tiếp tục ở phía đông bắc của ngôi làng cho đến tận chiều ngày 29 tháng 10, nhưng vẫn chưa có thông tin về việc hoàn thành và kiểm soát ngôi làng. Các trận chiến giành Izasa Polyana cũng cho thấy quân đội Ukraine hoàn toàn thất thủ ở Xác Tăng, nằm ở phía nam, nơi mà phần lớn đã bị lực lượng Moscow chiếm giữ kể từ ngày 27 tháng 10. Các cảnh quay cũng xác nhận quân đội Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc và lực lượng Kiev đã rút lui về phía khu rừng phía tây. Tại Bohoya Zelenka, cờ Nga đã được kéo lên ở vùng ngoại ô phía tây và các trang trại ở phía đông đã được kiểm soát. Sau đó, chỉ trong vài ngày, lực lượng Moscow đã hạ gục hai khu định cư theo hướng này. Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Katerinivka. Quân đội Nga đã chiếm được con đường đến Yelizavetivka dưới sự kiểm soát hỏa lực. Các vị trí gần nhất của đối phương còn cách không quá 300 mét, gây khó khăn cho việc tiếp tế của nhóm quân đội Ukraine ở vùng ngoại ô phía tây. Đồng thời, cần lưu ý rằng cờ Nga đã được kéo lên ở khu vực trung tâm của Katerinivka. Trong những ngày qua, lực lượng Moscow liên tiếp giành quyền kiểm soát các ngôi làng quan trọng ở Nam Donetsk đã khiến cho các nhà phân tích nhận định chỉ cần nhìn vào cơ cấu hiện tại ở Nam Donetsk là đủ để nhận ra ý đồ của Moscow trong kế hoạch đột phá Kharkov nói riêng và toàn bộ mặt trận nói chung. Họ đang thiết lập lại hai gọng kiểm mạnh xông thẳng đến Andriivka, trung tâm tiếp tế cho nhóm lực lượng Kiev ở Kharkov, đồng thời kiểm soát các tuyến đường hậu cần chính đến thành phố. Vì vậy, nếu chiến dịch thành công, lực lượng Kiev sẽ buộc phải rời bỏ các vị trí đã chuẩn bị kỹ càng ở Zelidovo một lần nữa và rút lui hoặc là bị bao vây, điều mà họ liên tục cố gắng tránh. Để làm được điều này, lực lượng Moscow cần phải vượt qua hàng chục km khó khăn nữa và con đường này sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nó tốt hơn nhiều so với các cuộc tấn công trực diện vào Kharkov từ phía đông hoặc là các cuộc tấn công vào khu vực kiên cố phía nam. Ukraine không còn đường thoát tại Kharkov. Zelidovo và Gorniak thất thủ, một nửa khu định cư Novodichovka đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Có một bước tiến rõ ràng của quân đội Nga về phía Zonsovka. Việc chiếm được ngôi làng này sẽ cắt đứt một lối thoát về phía sau của đối phương. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ở phía bắc của hồ chứa Kharkov. Ở phía nam hồ, mọi chuyện cũng gặp khó khăn với nhóm quân đội Ukraine. Trong bối cảnh đó, xét theo tổng thể các dấu hiệu, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà lực lượng Kiev đã buộc phải rút lui từ vùng ngoại ô Kharkov về trung tâm thành phố, nơi có các cứ điểm phòng ngự kiên cố.
Máy bay chiến đấu phương Tây viện trợ cho Ukraine bị cắt những tính năng quan trọng. Máy bay chiến đấu F-16 bị cắt Link 16. Khi Ukraine tiếp tục tăng cường phòng thủ, việc sở hữu các vũ khí tấn công tiên tiến như tên lửa hành trình AGM-158 Azazm là rất quan trọng. Để phát huy hiệu quả của dòng vũ khí tối tân này, máy bay F-16 cần được trang bị các hệ thống liên lạc tiên tiến như Link 16. Hệ thống này có vai trò quan trọng trong việc kết nối các hoạt động quân sự được NATO sử dụng rộng rãi, nhưng Mỹ vẫn do dự, chưa chia sẻ công nghệ này với Kiev vì lo ngại nó có thể rơi vào tay Nga. Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy lực lượng NATO và Mỹ tại châu Âu, nhấn mạnh tầm quan trọng của Link 16 trong việc đảm bảo thành công của các hoạt động phòng không, giúp trao đổi dữ liệu mục tiêu cũng như tình hình chiến đấu nhanh chóng và chính xác. Hệ thống được thiết kế để chia sẻ thông tin quan trọng theo thời gian thực, như là vị trí ta, bạn và thù, giữa máy bay, tàu chiến và lực lượng chiến đấu mặt đất. Đường truyền vô tuyến an toàn này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động chung, kể cả trong các tình huống chiến đấu phức tạp. Link 16 có thể sử dụng giao tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy ngay cả khi có nhiễu điện tử. Nó tích hợp liền mạch với các vũ khí tiến công và phòng thủ như máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống phòng không Patriot, cung cấp toàn cảnh chiến trường để giảm thiểu sự cố trong phối hợp. Tuy nhiên, việc thiếu Link 16 đã hạn chế đáng kể hiệu quả chiến đấu của máy bay F-16 mà Ukraine nhận được từ các đồng minh, bao gồm Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy. Nếu được Washington bật đèn xanh, Kiev có thể sẽ dùng tên lửa JASSM để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Vì vậy, vai trò của Link 16 trong việc phối hợp chiến trường là không thể thiếu. Nhưng do không có hệ thống tiên tiến này, Ukraine phải đối mặt với nguy cơ thương vong cao hơn vì thiếu thông tin liên lạc kịp thời và bảo mật. Tầm quan trọng của Link 16 trở nên đặc biệt rõ ràng trong các tình huống chiến đấu. Ví dụ, việc thiếu hệ thống này sẽ làm giảm đáng kể khả năng hoạt động của F-16 Ukraine vì chúng không có quyền truy cập vào mạng lưới thông tin tình báo chiến thuật quan trọng, đóng vai trò then chốt trong thành công của các nhiệm vụ quân sự hiện đại. Tuy vậy, Mỹ lo ngại Nga có thể phát hiện và xâm phạm công nghệ của mình bởi dù hệ thống sử dụng thông tin liên lạc được mã hóa nhưng không có gì an toàn tuyệt đối, đặc biệt là trong một số tình huống nhất định. Một rủi ro đáng kể phát sinh trên chiến trường là nếu máy bay Ukraine bị bắn hạ trên các khu vực do Nga kiểm soát, Moscow hoàn toàn có khả năng truy cập vào các thành phần của hệ thống. Điều này sẽ giúp cho các chuyên gia tình báo điện tử và an ninh mạng của họ có cơ hội phân tích các giao thức truyền thông được sử dụng trong hệ thống. Ngoài ra, Nga nổi tiếng về chiến tranh điện tử EW, bao gồm khả năng đánh chặn và phân tích tín hiệu. Trong các tình huống chiến đấu thực tế, họ có thể sẽ cố gắng đánh chặn hoặc phá vỡ thông tin liên lạc nhằm mục đích thu thập dữ liệu chi tiết về tần số, phương pháp mã hóa và cấu trúc mạng của hệ thống. Bằng cách liên tục theo dõi dữ liệu này, các chuyên gia Nga có thể xác định các lỗ hổng để phục vụ những cuộc tấn công mạng trong tương lai hoặc thậm chí phát triển các biện pháp đối phó điện tử. Hơn nữa, với việc sử dụng Link 16 ngày càng tăng, đối thủ có thể cố gắng phá vỡ sự phối hợp của NATO bằng cách giả mạo các tín hiệu có khả năng gây nguy hiểm tới an ninh chung của Liên minh. Một mối lo ngại khác là ngay cả việc tiếp cận một hệ thống cũng có thể giúp Nga nâng cao công nghệ truyền thông của riêng mình. Họ có thể sử dụng dữ liệu này để phát hiện ra điểm yếu hoặc tạo ra các biện pháp đối phó, khiến cho đối phương gặp nhiều khó khăn nếu xảy ra cuộc xung đột trong tương lai. Như vậy, việc cung cấp Link 16 cho Ukraine gây ra mối đe dọa kép, đó là vừa làm tổn hại đến công nghệ và có khả năng thúc đẩy năng lực tác chiến điện tử của Nga. Kịch bản này có thể gây ra mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với kiến trúc phòng thủ NATO nói chung. Nếu không quân Ukraine không có Link 16, họ sẽ gặp khó khăn trong việc phối hợp cả hoạt động trên không và trên bộ, bởi hệ thống này rất quan trọng đối với việc trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa máy bay, lực lượng mặt đất và các đơn vị phòng không. Thiếu nó, các phi công Ukraine sẽ bỏ lỡ thông tin chiến đấu quan trọng. Về cơ bản, hiệu quả của F-16 có thể bị ảnh hưởng vì phải dựa vào các phương pháp liên lạc cũ hơn, chậm hơn, làm suy giảm khả năng phản ứng nhanh trước mối đe dọa và bỏ sót các mục tiêu quan trọng. Việc thiếu Link 16 sẽ cản trở sự hợp tác với các lực lượng của NATO vì nó được áp dụng rộng rãi như một tiêu chuẩn của NATO. Không quân Ukraine sẽ thấy mình bị cô lập về mặt phối hợp chiến thuật và chia sẻ thông tin tình báo với liên minh. Bên cạnh đó, khả năng xảy ra lỗi phối hợp sẽ tăng lên, có thể dẫn đến các cuộc tấn công sai hướng và tổn thất lớn trên chiến trường. Cuối cùng, điều này có thể hạn chế khả năng của Ukraine trong việc tiến hành các hoạt động chuyên sâu chống lại Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 8 tháng 10 tuyên bố Paris sẽ chuyển một số lượng nhỏ máy bay chiến đấu Mirage 2000F cho Ukraine trong quý đầu tiên của năm 2025 để Kiev đối đầu với Moscow. Ông cũng làm rõ rằng những chiếc máy bay đa chức năng này đang trong quá trình trang bị thêm vũ khí không đối đất và thiết bị tác chiến điện tử mới tại Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu CAE của Không quân Pháp, đặt tại căn cứ số 120 ở Guinon-Décardot. Bộ trưởng nói thêm rằng các phi công và nhân viên mặt đất Ukraine vẫn đang tiếp tục được chuyên gia Pháp đào tạo. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai hứa với người đồng cấp Volodymyr Zelensky rằng Paris sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000F và giúp đào tạo đội ngũ vận hành cho Kiev vào cuối năm nay. Điều này đã thu hút sự chú ý của Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga Runan Pokov, người đã bình luận về những gì đã xảy ra trên World Gonzo. Chuyên gia Pokov lưu ý rằng Paris không tiết lộ số lượng máy bay được chuyển giao, có khả năng sẽ từ 6 cho đến 12 chiếc, vì mới chỉ có 10 phi công Ukraine được đào tạo. Tổng cộng thì không quân Pháp có 26 chiếc Mirage 2000F, một chỗ ngồi, được sản xuất từ năm 1997 đến 2000 và đang có ý định loại biên. Ông Pokov làm rõ rằng Pháp sử dụng những chiếc máy bay này cho nhiệm vụ phòng không, mặc dù chúng được coi là máy bay chiến đấu đa năng, để có thể tấn công mục tiêu mặt đất, Pháp cần trang bị những chiếc Mirage 2000F, những vũ khí không đối đất mới như là bom thông minh AASM Hammer và tên lửa hành trình SCALPEG, cũng như là hệ thống phòng không được nâng cấp. Như vậy, Kiev sẽ nhận được nhiều loại máy bay chiến đấu, nhưng điều này gây ra sự phức tạp và bất tiện trong việc đảm bảo kỹ thuật cũng như là phối hợp tác chiến. Ngoài số máy bay Liên Xô đang được sử dụng là MiG-29, Su-27, Su-25 và Su-24M, không quân Ukraine sẽ được bổ sung bởi Mirage 2000F của Pháp, cũng như các máy bay chiến đấu F-16AM/BM của một số nước châu Âu khác. Hơn nữa, toàn bộ phi đội máy bay Ukraine không phải là loại máy bay mới nhất, mà những máy bay này đã hoạt động trong nhiều năm và có tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau. Ngoài ra, Ukraine còn có kế hoạch tiếp nhận máy bay chiến đấu Saab Zas 39CD Gripen từ Thụy Điển để tăng cường sức mạnh phòng thủ. Tuy nhiên, những điều này sẽ trở thành cơn ác mộng về hậu cần cho không quân Ukraine nói chung và với Mirage 2000F nói riêng có thể gây mất ổn định về bảo đảm, hậu cần, kỹ thuật. Cũng cần chỉ ra rằng Mirage 2000F có thể không tương thích về mặt trang bị và vũ khí với F-16, loại chiến đấu cơ được Ukraine chọn làm máy bay chiến đấu chủ lực cho tương lai. Dù sao thì cũng có một điểm sáng, đó là tiêm kích Gripen sắp được Thụy Điển cung cấp có vũ khí phù hợp với tiêu chuẩn hóa của F-16. Theo ông, những chiếc Mirage 2000F này sẽ không giúp tăng cường đáng kể tiềm lực của Ukraine, mà sẽ giống như những chiếc vali không có tay cầm, khó mang theo, vứt đi thì không đành. Người Ukraine thực sự gặp khó khăn khi mà khai thác máy bay chiến đấu do Pháp cung cấp. Nhưng khách quan mà nói, phía Nga sẽ không thể thoải mái trước sự xuất hiện thêm một đối thủ khác trên bầu trời khi một Mirage 2000F được cho là đủ năng lực để đối đầu với những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của họ. Nga hợp tác với Triều Tiên không vi phạm luật pháp quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 10, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nói, tôi nhấn mạnh rằng sự hợp tác này của Nga và Triều Tiên trong quân sự và các lĩnh vực khác là phù hợp và không vi phạm luật pháp quốc tế. Hợp tác này không nhằm chống lại nước thứ ba. Trước đó, giới chức Nga và Triều Tiên cũng đưa ra khẳng định tương tự giữa lúc có thông tin rằng Bình Nhưỡng đưa hàng nghìn quân đến Nga để huấn luyện và có thể triển khai đến vùng quốc hoặc là chiến trường Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt trên tiền tuyến, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh phát tán thông tin sai lệch. Những tuyên bố về hoạt động triển khai binh sĩ Triều Tiên ở mặt trận của chúng tôi không có gì ngạc nhiên, bởi vì tất cả đều là những lời dối trá trắng trợn, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Hôm 29 tháng 10, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Rader nói rằng vài nghìn binh sĩ Triều Tiên đang tiến về vùng quốc và một số nhỏ đã có mặt ở đó. Washington ước tính khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên đang có mặt ở Nga, trong đó hơn 3.000 quân nhân được cho là đã đến vùng tác chiến ở phía tây nước Nga. Một quan chức Ukraine cho biết lực lượng Triều Tiên hiện cách biên giới nước này khoảng 50 km. Khi được yêu cầu bình luận về khả năng chiến đấu mà quân đội Triều Tiên sẽ mang lại cho Nga, ông Rader chỉ ra những dấu hiệu ban đầu rằng họ có thể sẽ đảm nhận một số vai trò bộ binh. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn phải xem xét chính xác Nga và Triều Tiên sẽ sử dụng lực lượng này như thế nào, ông nói.
Tuy nhiên, thì ông Reiber cũng nhấn mạnh Lầu Năm Góc chưa thể xác nhận thông tin quân nhân Triều Tiên đã có mặt trên chiến trường Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp chung với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cáo buộc binh sĩ Triều Tiên mặc quân phục Nga, sử dụng trang thiết bị Nga đang di chuyển đến vùng biên giới Nga nằm sát Ukraine. Theo ông Austin, nhiều khả năng Moscow sẽ sử dụng lực lượng quân sự của Triều Tiên cho mục đích tác chiến. Ông nói thêm rằng giới chức Mỹ đang thảo luận với các đồng minh, đối tác về những việc cần làm đối với hoạt động triển khai của lực lượng quân sự Triều Tiên. Ông coi việc triển khai này là nguy hiểm và có thể làm leo thang hoặc là kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bày tỏ lo ngại Triều Tiên sẽ được Nga chia sẻ công nghệ cao về các lĩnh vực như là hạt nhân, tên lửa đạn đạo để đổi lấy việc triển khai quân. Cường độ tấn công của Nga tại Ukraine có giảm hay không? Nga dường như đang giảm cường độ tấn công ở chiến trường Ukraine để tích trữ nguồn lực cho chiến dịch tập kích vào mùa đông. Cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine nói, gần đây chúng tôi không thấy Nga sử dụng vũ khí tên lửa hàng loạt. Họ có vẻ đang tích lũy nguồn lực chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa đông nhằm tác động đến tinh thần của người dân Ukraine. Theo ông, đây có thể là chiến thuật của Moscow, nhưng cũng có thể xuất phát từ những thách thức mà ngành công nghiệp vũ khí Nga đang phải đối mặt. Ông giải thích, do xung đột ở Iran và các báo cáo về thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran trong khu vực này, nên Nga phải dựa vào nguồn dự trữ và các nhà máy của mình. Liên quan đến loại vũ khí mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine, một trong những vũ khí thu hút sự chú ý nhất đó là tên lửa KH-101. Ngoài ra còn có tên lửa Kinzhal KH-47M2. Mặc dù những vũ khí này khác nhau đáng kể, nhưng chúng đều gây ra mối đe dọa thực sự cho phòng thủ của Ukraine. Kinzhal KH-47M2 là tên lửa tiên tiến có chiều dài khoảng 7 mét, đường kính 1 mét và trọng lượng là 4.500 kg. Mặc dù tốc độ tối đa của tên lửa được ước tính đó là 10 Mach, nhưng những đánh giá thực tế hơn cho thấy tốc độ của nó khoảng 8 Mach, tương đương với khoảng 9.800 km/h. Ưu điểm đáng kể nhất của Kinzhal là khả năng thực hiện các thao tác phức tạp trong hành trình bay. Khả năng này giúp tên lửa này khó bị đánh chặn hơn đáng kể và khiến nó trở thành một trong những hệ thống vũ khí siêu vượt âm cơ động nhất. Khả năng né tránh các mối đe dọa ở mọi giai đoạn bay giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu của Kinzhal. Trong khi đó, phiên bản mới nhất của tên lửa KH-101 có hai đầu đạn, với một đầu là đạn chùm. Thiết kế này cho phép tấn công trên phạm vi rộng hơn nhiều so với tên lửa có đầu đạn tiêu chuẩn. Ngoài ra, thì KH-101 có module dẫn đường Oslo, giúp tăng độ chính xác. Nga ra sức tăng cường kho tên lửa của mình trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine sắp bước sang năm thứ tư. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã theo đuổi chiến thuật tập kích hàng loạt trước và trong mùa đông, nhắm vào các hạ tầng năng lượng Ukraine. Ban đầu, Moscow thường nhắm vào các đường dây truyền tải điện, trạm biến áp, nhưng về sau, Nga thậm chí nhắm trực tiếp vào các nhà máy điện của Ukraine. Trong chuyến thăm Mỹ tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận mùa đông là điểm yếu của nước này khi mạng lưới năng lượng đang bị tấn công mỗi ngày.